Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh của mình. Hôm nay Văn Khánh cũng đã lên được một số video cho anh em rồi. À, có một cái thôi, không phải một số anh em ạ. Cái video mình lên cho anh em đó là trận giao hữu quốc tế giữa Tajikistan và Nga. Đấy. Thì ngoài ra hôm nay cũng còn rất là nhiều các cái trận đấu đấy khác như Japan với lại Canada đang đá này. Hiện tại thì cái tỷ lệ chấp của Japan còn có 0.25 thôi anh em ạ. Đấy. Thì từ chiều đến giờ đấy cũng rất là nhiều các anh em đã liên hệ với mình. Mình cũng nhanh thôi đẩy kèo cho anh em. Đây. Anh em thể thấy. Đấy, đẩy kèo cho anh em vừa đẩy xong. Đây. Đẩy kèo cho anh em. Đây. Rất là nhiều. Đấy. Thì cái việc mình đẩy kèo cho anh em này nó cũng chẳng mất cái gì của mình cả. Đấy. Còn rất là mừng tại vì các anh em cũng cực kỳ là tốt. Đấy, các anh em ăn xong cũng không quên quay lại đó, cảm ơn mình với một chút gì đó. Đấy, mình rất là cảm ơn những tấm lòng của những người anh em như vậy. Thì có đấy, mình cũng nói đây, trong người này mình cũng nói luôn. Đâu ông nào nhỉ? Ông này vừa với nhắn tin với mình vừa với xong xong anh em ạ. Đây, vừa với từ lúc 6 giờ 55 này. Đây, thì đấy mình cũng nói luôn, đấy cái nhóm của mình. Đấy, có hai cái loại. Có hai loại thôi. Một nhóm mã kèo tâm huyết của mình. Đấy, tên là mã kèo tâm huyết luôn. Vốn tối thiểu 10 triệu. Thì đây, mình cũng sẽ bảo hành vốn cho anh em như vậy. Mình chắc chắn bảo hành vốn cho anh em tại vì sao? Tại vì những cái mã kèo ở trong đấy thì chắc chắn là không bao giờ thua. Không bao giờ thua luôn anh em nhé. Đấy, chốt lãi theo tuần. Đấy. Thì người anh em này cũng có muốn là vào cái nhóm 10 triệu đấy. Nhưng mà mình nói luôn, đấy. Cái nhóm đấy là phải chung sân chơi với anh em mình. Đấy. Anh em chung một sân chơi, kèo cùng giống nhau. Đấy, vào cùng một lúc. Nó không có sự thay đổi, mình sẽ dễ chốt lãi và dễ quản lý nhóm hơn. Đấy, và nhóm mình cũng bảo luôn với người anh em đấy là nhóm mình có 15 người thôi, mình cũng không muốn cho thêm người vào nữa. Những người anh em ở trong nhóm thì cực kỳ hay anh em ạ. Toàn là những chuyên gia thôi. Đấy, mình cực kỳ thích. Thì cái video này chắc chắn là mình sẽ không lên một cái trận đấu nào nữa cho anh em cả. Đấy, mình sau cái video này, cuối video, gần cuối video. Đấy, thì mình sẽ đưa ra một số mã thôi. Đấy, để cho anh em có thể chơi. Thì những cái trận đấu khác thì lúc nào mình cũng như kiểu các giải đấu top league, lúc nào mình cũng đợi đội hình ra sân. Đấy, mình mới đẩy các mã kèo cho anh em. Và mình luôn nói trên YouTube rằng những cái mã kèo mình đưa ra trên YouTube chỉ là những mã kèo tham khảo. Anh em thấy không? Nhưng với những cái trận như thế này, đấy, cái đội hình ra sân thì chúng ta có thể dự đoán được. Đấy, nó gần như là chính xác tầm khoảng 95%. Thì chúng ta hoàn toàn có thể đấy, đi những cái mã kèo sớm, cực kỳ sớm anh em nhé. Đấy, thì mình cũng đã lên tất cả các mã kèo, những cái trận đấu ngon ăn nhất dành cho các anh em ở trên nhóm của mình, cũng như là các anh em đã liên hệ với mình rồi. Thì đây, mình cũng nhanh gọn lắm, anh em có thể đọc đấy. Vậy anh cho em vào nhóm 10 triệu, không đồng ý một cái mình thôi luôn. Thế thôi, đấy. Nhanh gọn. Thì đây, anh em có thể thấy đây là cái sân chơi anh em trong nhóm của mình đang chơi. Đấy, cái mùa World Cup này thì có rất nhiều những cái mã kèo cho anh em có thể đấy dự đoán những cái mã kèo cực kỳ ngon ăn, mình nghĩ là như vậy. Đấy, dự đoán đội vô địch của cái giải Qatar này. Đấy, Brazil hiện tại đang ăn 5.0. Đấy, Pháp đang ăn 8.0. Đấy, Argentina 5.55, 5.50. Đấy. Chắc chắn rồi, đây là những cái con hàng đứng đầu này. Đang là những con hàng sáng giá nhất của cái giải World Cup lần này.
Thì mình ở dưới này còn có một cái nữa anh em ạ. Mình nghĩ là ít ít cái sân chơi nào có một cái ngon như thế này cho anh em lắm. Thì đây, đây là nó sẽ anh em sẽ dự đoán cái bảng nào, bảng đấu nào sẽ nhiều điểm nhất. Đấy. Ok anh em nhá. Đây, dự đoán đội nào nhiều điểm nhất ở vòng bảng. Đấy. Vòng 32 đội anh em ạ, vòng bảng thôi, còn bên trong sẽ không tính nhá. Đây, đội vào chung kết. Đấy, anh em thấy những mã kèo ăn rất là cao. Bởi là Zin ăn 3.30. Đấy, anh em có thể đánh ngay từ bây giờ. Đúng không ạ? Tại vì năm nay những cái đội như kiểu là Brazil, Argentina, Pháp hay là Anh, Đức đấy thì kể cả là Bỉ, Bỉ năm nay cũng rất là mạnh anh em nhé. Thì đều ăn đang ăn rất là cao này anh em này. Đấy, anh em có thể giải ra. Anh em đánh 3 đội. Đấy. Thì ví dụ anh em dự đoán 3 đội chẳng hạn. Thì anh em ăn 2 đội vào chung kết. Đấy, ví dụ như kiểu mình sẽ dự đoán là Brazil đấy và Argentina sẽ gặp nhau ở trận chung kết chẳng hạn. Và Messi của mình đấy sẽ nâng cao chiếc cúp. Đấy thì mình sẽ đánh cho Brazil. Đấy, đánh cho Argentina. Thì anh em đã ăn 7 chấm mấy rồi? 7.3 rồi. Đấy, đánh cho Pháp anh em ăn anh em có thể gối thêm đấy cho Pháp. Đấy. Thì mà nếu mà có thua cái mã Pháp thì anh em vẫn cứ ăn rất là cao anh em nhé. Đấy, kể cả anh em có gối thêm cho Anh hay Đức hay Bỉ nữa thì anh em vẫn có lãi rất là nhiều. Đấy. Đấy, đội vào bán kết nữa này, 4 đội luôn này, 4 đội mạnh nhất này. Cực kỳ nhiều kèo cho anh em. Đấy, đội vào tứ kết. Quá là nhiều kèo cho anh em luôn. Cái đội vào tứ kết này thì anh em cứ đánh cho Argentina, đánh cho Brazil đấy, ví dụ như vậy. Đánh cho Hà Lan hay là đánh cho Bồ Đào Nha. Đấy. Thì 8 đội cơ mà anh em. Đấy, anh em chỉ cần dự đoán đúng 4 đội thôi là cái lãi của anh em đã lớn như thế nào rồi. Anh em biết là lớn như thế nào rồi. Đấy thì ngoài ra còn rất là nhiều. Đấy, nhiều các cái mã kèo nữa, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất này. Ăn rất là cao. Đấy. Cái cầu thủ ghi bàn nhiều nhất này anh em có thể gối những cái cầu thủ nổi bật nhất đấy. Anh em có thể chờ chờ khi mà cái vòng bảng ấy xem các con hàng nó thể hiện như thế nào. Đấy. Còn những cái nhưng mà cái kèo này nó khá là 50-50 anh em nhé. Tại vì ví dụ như đấy một cầu thủ bị dính chấn thương chẳng hạn thì nó sẽ khác rồi. Đúng không ạ? Chúng ta dự đoán những cái đội như này nó phải nó hơn hết hơn rất là nhiều. Thì tại sao anh em không chơi ở những cái sân chơi như thế này? À, anh em chơi ngoài làm cái gì? Mình nói thật, mùa World Cup anh em chơi ngoài nó cho anh em nợ đúng không ạ? Anh em ghi trước trả tiền sau. Đấy, tỷ lệ ăn thì thấp. Anh em ăn được mấy chấm ở bên ngoài? Mình cũng không hiểu là có những người những người anh em sàn sàn tuổi mình thì mình không nói. Đấy. Thực ra là sàn sàn tuổi mình như mình bây giờ mình suy nghĩ nó đã khác lắm rồi. Có thể mình tiếp cận được đấy, mình học về công nghệ thông tin, mình tiếp cận được về những cái thông tin nó công nghệ nó tốt hơn cho anh thì mình tìm hiểu những cái trang như thế này. Đấy. Máy chủ đặt ở nước ngoài, chúng ta vào tiền cực kỳ an toàn. Có đánh bay nhà thì hàng xóm cũng không biết gì luôn anh em ạ. Thì tại sao anh em lại không như vậy trong khi anh em ghi ở bên ngoài đấy, hàng xóm láng giềng dị nghị này nọ đấy, đi đêm về hôm rồi thằng nọ thằng kia nó vào nhà nó đòi tiền, nó không hay gì cả đấy. Tuổi tầm tuổi anh em mình bây giờ thì chắc là cũng vợ con hết rồi. À, mình không suy nghĩ được cho mình thì mình nên suy nghĩ cho vợ con mình đấy, bố mẹ mình. Các bạn làm bố làm mẹ rồi các bạn cũng biết đấy, con nó ví dụ nó ra lớp nó có vấn đề gì đấy, cô giáo gọi lên các bạn có ngại không ạ? Trong khi các bạn như thế bố mẹ các bạn là người mang tiếng thì đấy, anh em hoàn toàn có thể nhắn tin cho mình đấy, qua tele
như là Zalo để mình có thể hỗ trợ anh em những sân chơi như thế này. Mình không lôi kéo anh em đấy, anh em cũng xem tin nhắn rồi đấy, mình không lôi kéo, không chơi thôi, đỡ mất thời gian của nhau vậy thôi đấy. Những người anh em tìm đến mình đấy, mình gặp nhau, ok, mình đẩy luôn một vài mã kèo đấy cho anh em, gọi là để những người anh em tìm đến mình chắc chắn là tìm qua YouTube rồi, coi như là một lời cảm ơn của mình để đến anh em đã ủng hộ mình trên cái kênh YouTube. Thì anh em đánh ngoài, cái lý do đấy là anh em luôn thua tha đấy, rất là buồn. Anh em đánh ngoài, anh em ghi xong đầu anh em sẽ không bao giờ có những cái mã kèo gỡ đấy, ví dụ như những mã kèo này đấy, đến cuối mùa World Cup anh em có thể gom lại đấy, nó mà là một cái lời rất là lớn anh em nhé. Anh em ví dụ như kiểu anh em như người anh em vừa nãy tìm đến mình chẳng hạn đấy, mình đẩy cho một vài mã kèo, mình chắc chắn với các anh em là những mã kèo đấy cái tỷ lệ ăn cực kỳ cao luôn, mình cho không luôn, mình chẳng lấy cái gì cả. Đây mình sẽ cho anh em lại xem lại đây. Có bảo có ông đông này ông bảo đâu nhỉ, đây, lộc lá thế nào hả anh? Thế bảo đôi rồi đây, rồi gửi lộc, rồi lộc lá gửi sao anh đấy, có thì anh xin, không có thì chả sao đấy, anh em gặp nhau vui vẻ, kênh anh không hay mà mình vẫn ủng hộ kênh anh, anh cảm ơn nhé. Đấy, nhận được một cái lời vâng của người em đấy thì rất là mừng. Đây chắc là đây mình sẽ kéo lên cho anh em xem đấy, không sợ anh em lại bảo mình xe đi, không, anh em không nhìn thấy, mình nói thẳng luôn trên đây mà, có cái gì đâu, anh em tìm đến mình là mình cảm giác là vui rồi đấy, có nghĩa là anh em quan tâm đến mình đấy, anh em cảm giác là mình tốt rồi thì anh em mới tìm đến mình, tin tưởng mình mới tìm đến mình đấy, mình rất là cảm ơn anh em. Đấy mình cũng đây, anh em có thể nhìn vào đây đọc và biết mình đi cho đội nào đấy, ok anh em nhé, rất là đơn giản thôi, thoải mái sởi lở trời cho mà. Thì đương nhiên là các trận khác cũng rất có những trận khác cũng rất là ngon ăn đấy, nhưng mình sẽ chốt cho anh em ở trên nhóm của mình đấy, những người anh em đã đồng hành cùng mình, thậm chí là chia sẻ ngọt bùi với mình đấy, anh em đi ập với nhau ngoài ập nhóm với nhau cực kỳ vui luôn anh em nhé. Mình từ ngoài Bắc vào đấy, anh em đón tiếp một cái sự đón tiếp nồng nhiệt, đem cả vợ con đi gặp mình cực kỳ vui luôn. Thì có cả những người anh em đấy, vợ còn khóc lóc và may mà gặp anh đấy. Mình vẫn khuyên anh em là không nên chơi đấy, không nên chơi cái nếu mà anh em chơi theo kiểu thua tha đấy, kiểu ham gỡ thì anh em không nên chơi cái môn thể thao bóng này anh em nhé, không nên chơi cái môn này. Anh em mà chơi như thế thì chắc chắn là anh em sẽ luôn luôn là thua thôi. Anh em cần có cho mình đấy một cái người dẫn dắt, mình nói thật, tại vì tâm lý anh em không bao giờ vững bằng mình. Thứ nhất là mình đầu tư có lãi, mỡ nó rắn nó, mình không mất tiền của mình nên mình không bao giờ suy nghĩ cái về cái vấn đề tiền bạc cả. Còn anh em thậm chí có người cắm nhà cắm xe đấy vào nên anh em cực kỳ tâm lý, anh em cực kỳ run. Thế như ông anh vừa rồi đấy, có một ông anh đây mình sẽ cho anh em xem đấy, Nhật Nhật Bản chấp xuống rồi, chấp xuống 0.25 rồi em đấy, thích Nhật Bản lắm, cứ thích đi cho Nhật Bản đấy, nhưng mình bảo anh ơi cái trận đấy nó đang kèo bịp rất là bịp, nó đang từ 0.5 nó xuống 0.25 nó cực kỳ bịp, thì bây giờ lại nhắn tin lại cho mình bảo em ơi Nhật Bản nó đá với thằng kia không khác gì châu chấu em ạ. Mấy thằng anh em biết rồi đấy, người châu Á của mình thì cái vóc dáng nó nhỏ bé đấy, bên kia nó toàn như kiểu cái tường thành anh em ạ, nó toàn trên mét 8, thấp nhất là mét 8, trên mét 8 thì đá đấm cái gì nữa, trong khi đấy
cái tâm lý của anh em là như vậy, trong khi có cái trận mình vừa cho anh em xem cái trận nó ngon như thế đấy thì anh em lại không đánh. Anh em bảo mấy thằng đấy nó không nổi tiếng, anh em không đánh. Mấy cái quốc gia đấy bóng đá thì ít khi nghe đến. Đấy, anh em quen đến Nhật rồi. Đấy, thì đánh cho Nhật. Rất là buồn cười. Mình nghĩ là anh em mình thật sự là bây giờ mình cũng không hiểu đấy, mình nói ra đấy mình cũng không hiểu là anh em nghĩ gì trong đầu nữa đấy. Có những người bán nhà đi để chơi bóng, mình thật sự là mình nếu mà có một cái vốn bán nhà đi để mà chơi như vậy thì mình sẽ mua được thêm vài cái nhà nữa anh em nhé. Người yêu mình mới chia tay mình vì mình chơi bóng, mới yêu xong thôi. Mặc dù mình chơi có lãi nha các bạn, và lãi cực kỳ nhiều. Mình sẽ kéo cái này sang bên đây, mình sẽ rep tin nhắn của một số người. Anh em chờ mình một chút. Không, mình kéo lên cao quá giờ khó kéo xuống anh em ạ. Thì thực ra chơi bóng là không tốt đấy, kể cả nó có đem lại lợi nhuận thì mình cũng biết là nó không tốt, nó là vi phạm pháp luật anh em ạ, thật sự nó là vi phạm pháp luật. Nhưng đấy, nếu mình không chơi thì mọi người vẫn chơi, mà chơi rất là nhiều, thì tại sao mình biết mà mình lại không chỉ cho anh em? Nó cảm giác nó nói chung là cái lương tâm anh em ạ. Mình làm đương nhiên thì mình cũng phải có gì đó mình mới làm. Tất nhiên rồi, ai cũng phải như thế. Nhưng anh em thấy kênh nào đẩy những cái mã kèo ăn full cả một cái trận cho anh em không? Đấy, hay chỉ đẩy cho anh em 1 đến 2 mã. Mình đẩy 6 mã anh em nhé. Anh em có thể tìm lại các tất cả các video trước. Đấy. Đương nhiên là những trận top league khi mà chưa có đội hình thi đấu thì mình chỉ chốt những mã tham khảo cho anh em thôi. Nhưng đầy trận, rất nhiều trận ăn full, mình ăn thông 2-3 tuần thì anh em biết rồi. Đấy. Và mỗi trận mình lên ít nhất là 5 mã cho anh em. Bét ra thì anh em cũng ăn được 3 mã. Nó không có một cái kênh bóng nào như vậy đâu anh em ạ. Không có đâu. Còn lý do tại sao không có thì anh em có thể liên hệ với mình. Đấy, mình sẽ giải thích cho anh em tại sao lại không có. Đấy. Còn chắc chắn là anh em tìm đến kênh của mình sẽ có những cái nhóm cho riêng mình rồi. Đấy. Trong nhóm thế nào anh em biết. Đúng không ạ? Tất nhiên rồi, chắc chắn anh em ở người trong nhóm, người trong cuộc anh em sẽ biết. Đấy. Còn mình thì thoải mái lắm. Đấy. Những người anh em đến vu vơ thôi, mình cũng đẩy cho các anh em. Đấy, anh em ăn, mình mừng rồi. Đấy, anh em có vốn, anh em gỡ lại được một chút gì đó. Còn nếu mà anh em không thua tha thì anh em cũng có một chút gì đó và chẳng trả cho cuộc sống. Đấy, mua cái nọ, mua cái kia. Đấy, ví dụ anh em có 500 nghìn thôi, mình kéo lên đâu đó tầm khoảng hơn 5 triệu. Thì có khoe cho với mình là mua cho vợ được đôi giày. Lần đầu tiên vợ em được đi giày hiệu anh ạ. Thế ấy, mình hôm đấy là bảo thắng xong thì bảo em chắc là em mua quà cho vợ, mua cho vợ đôi giày. Thế mình với mình thì cũng khá là thích chơi giày, nên mình bảo là nếu mà lãi như vậy thì anh nghĩ mày nên rút hết ra, nghỉ chơi được là tốt. Đấy, mua cho vợ một đôi giày hiệu, một đôi giày tử tế để vợ đi. Nghe mình, đấy, mua một đôi Nike. Mình cũng giới thiệu chỗ mua cho luôn. Đấy, mua hàng xách tay của Nhật đấy anh em, thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Cái đợt sale đấy, vừa rồi đấy, nó rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Đôi giày nếu mà đúng tang hãng thì nó phải rơi vào tầm khoảng 6 triệu. Thì anh em mua sale, đấy, mua xách tay thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng loanh quanh 3 triệu thôi. Đấy, là có một đôi giày cực kỳ đẹp để anh em đi rồi. Đấy, người vợ thì chắn rồi, phụ nữ mà sẽ muốn tặng quà.
Thế tại sao anh em lại không giữ cho mình cái bản lĩnh để anh em làm được điều đó? À, có một người anh báo hôm nay hình như thuận rồi. Đấy. À, có vẻ là Nhật Bản đang có chút lợi thế gì đó, mình sẽ qua xem. À đúng rồi, có một bàn rồi. Đấy. Đấy. Hôm nay có vẻ thuận là mình nghe là biết rồi. Đấy. Thì người anh em người 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 anh vừa nhắn tin cho mình ấy thì hôm nay cũng bảo là nhắn tin cho mình buổi sáng nay. À, lại hòa luôn một đều. Hòa luôn rồi anh ơi. Hòa luôn một đều anh em ạ. Khá là buồn. Nhưng mình nghĩ thì trận này kèo bịp mà. Mình cũng khuyên anh là vào Japan ít thôi. Đấy, trong cái xiên của mình thì cũng mình gửi cho anh em anh tham khảo. Anh bảo xiên thì nó đánh như kiểu là 50-50 lắm anh em ạ. Đánh như kiểu là xổ số thôi. Nên là sao lại hủy bỏ trận đấu rồi. Cái xiên của mình thì đã có một cái trận hủy bỏ rồi. À không, đây là xiên của anh. À, đây là xiên của ông anh tự lên. Đấy, đánh 98.000 và ăn hoàn trả tối đa là 36 triệu 998.000. Thì mình cũng không biết là ông anh mình xiên mấy nữa. Rất là kinh khủng. Đây, mình sẽ tìm cái xiên của mình lên cho người anh. Đấy. Thì mình khuyên anh em đấy, mình cũng khuyên anh em là nên đi theo kiểu xiên như thế này anh em nhé. Đấy, nên đi như thế này đấy, không ai dạy anh, không không một kênh nào dạy anh em phương pháp như thế này đâu. Đấy, anh em có thể chú ý quan sát đấy, mình đi như thế nào anh em nhé. Đấy thì như thế này, cái phần trăm ăn xiên, cái tỷ lệ ăn xiên của anh em sẽ rất là cao. Tại sao anh em đừng ham chấp cao làm gì cả. Đấy, phần trăm ăn nó thấp một chút, nhưng nó ví dụ anh em cái trận ở Japan chẳng hạn, Hoa chẳng hạn và các trận khác thắng thì anh em vẫn cứ ăn xiên đấy, và ăn xiên nó rất là cao. Ok thì có lẽ là cái video này cũng dài rồi đấy, mình muốn chia sẻ đến anh em như vậy thôi. Anh em đừng thua tha nữa đấy. Bỏ được thì nên bỏ. Chứ cái mùa World Cup này thực sự là nghe những cái tin đấy, nhảy cầu tự tử rồi. Anh em thì mình nói thật, nếu mà anh em nào muốn chết ấy, thì làm ơn hãy nhảy cầu đấy, đừng ra đường rồi đâm vào đầu ô tô người ta, tội người ta ra anh em nhé. Chết và chết với cái bản lĩnh của mình, chết với cái lưng, đừng đừng để chết mà người nhà vẫn phải cắn rứt lương tâm. Ok, mình chắc là mình sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ, cái video chia sẻ này ở đây thôi. Đấy. Nếu mà anh em muốn có người hỗ trợ anh em trong cái mùa World Cup này thì anh em hoàn toàn có thể liên hệ với mình. Đấy. Vốn nhóm của mình cao lắm. Anh em cũng chẳng vào đâu, và cái nhóm của mình cũng không muốn thêm người vào nữa. Những người anh đấy, những người chú đấy đã quá tốt rồi. Đấy. Mình không muốn đẩy thêm người vào nữa, nó sẽ loãng nhóm của mình đi. Vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các cái trận đấu World Cup sắp tới anh em nhé.